Đây là cây nha đam Mỹ nè các bạn, rất là dễ trồng luôn. Mà nha đam Mỹ nó to bản như thế này nè. Còn nha đam, còn một loại nha đam nữa, cây nó nhuyễn hơn mà nó con nó nhiều mà nó không có to như vậy đâu các bạn. Dây à. Ba cây nha đam này mình làm nhà rồi thợ thầy quăng tới quăng lui, mình tưởng đâu là xong rồi chứ. Nhưng mà khi mình trồng lại rồi ảnh cũng sống lại được nè các bạn, ảnh sống lại được bây giờ. Nó to đùng như thế này nè. Nhưng mà ông xã nhà mình ông không có biết trồng, ông trồng trong cái chậu nhỏ quá. Đó. Bây giờ mình lấy dao mình cắt ra. Để một phần thì mình tẩy độc các bạn. Hôm nay mình tẩy độc bằng nha đam nha. Đó. Rồi một phần nữa thì mình để mình chà lên đầu. Chà lên đầu đi. Rồi tuần sau mình còn mình một miếng nữa thì mình để tủ lạnh, mình chà lên mặt nha các bạn, nó đỡ nám mặt mà nó giữ ẩm cho da mặt nữa. Cái này là đa năng lắm. Cậu kêu tuần sau rồi nó nấu nha đam với đậu xanh. Hôm nay ăn dưa hấu thì khỏi nấu đậu xanh. Còn ở đây cái cọng rau càng cua nó mọc gửi lên đây nè, nhưng mà mình thấy rau sạch mà mình bỏ nó thì nó uổng lắm các bạn. Thôi để đây, chừng nào mình cần thì mình cứ hái. Còn cái này là cái cây nhỏ nồi nè, cái cây này để chừng nào miệng mình có lở loét gì thì mình cứ hái vô mình dò rồi mình đắp các bạn. Có nhiều lúc không tìm không ra đó. Bây giờ mình vô mình tìm con dao rồi mình cắt bớt mấy cái bè phía dưới nè. Cho các bạn biết không, sau khi mình cắt rồi mình để nó chuối xuống cho cái mũ nó chảy ra ngoài hết nha các bạn. Thôi bây giờ vô bếp tìm con dao đây. Mình không có tắt máy đâu, mình để máy cái này đi vô nhà luôn. Đây con dao đây. Bây giờ mình sẽ cắt những cái bảng phía dưới nhất nha các bạn. Rồi mình để đứng lên như thế này nè. Mình để cho anh đứng lên thế này cho mũ nó chảy bớt ra nè. Nó chảy bớt xuống. Mình ăn thì mình ăn từ cái dưới mình ăn lên. Cho mũ nó bớt xuống. Nè các bạn, nó tẩy độc uống vô nó sổ lắm nha các bạn. Uống vô nó rất là sổ. Nó dễ ngủ lắm luôn á. Tại vì đầu mình á có gào mà tóc nó rụng nhiều lắm. Bây giờ mình lấy mấy cái già già nè, cái này mình uống rồi nó hơi dơ, nó bây giờ mình vô mình rửa nha. Đó, các bạn thấy không? Nước mũ nó chảy xuống là cái mũ này nó có độc tố, còn tất cả đều là có lợi hết nha các bạn. Cái vỏ này vẫn uống được, tại vì vitamin này nó ở trong cái vỏ chứ nó không ở trong cái gen. Cái gel mà nó nhớt nhớt đó là cái gel đó các bạn, gen đó. Nó nhiều collagen lắm luôn á. Bây giờ mình vô mình chỉ uống một cái một bè này thôi, nếu mình uống nhiều hơn nữa thì nó sổ dữ lắm các bạn ơi. Còn cái này thì mình chà lên đầu, chà lên mặt. Đó, các bạn thấy nó nhiễu xuống không? Nhiễu xuống, mình lúc nào mình mới hái rồi mình cũng để nó đứng vậy nè. Cho mũ nó nhiễu xuống. Rồi một lát mình ăn rồi mình ăn luôn cái này. Mình ăn luôn cái vỏ này nó mới bổ nha các bạn. Nhưng mà nó đắng lắm luôn á. Bây giờ mình vô mình xử lý. Rồi xử lý. Cái mũ nó chảy xuống đó các bạn. Rồi xử lý nha. Mình đem vô rồi mình để nó đứng xuống vậy nè các bạn. Mũ nó chảy hết rồi nè. Bây giờ mình rửa sạch nè. Các bạn thấy mình rửa sạch như thế này, giữa trong cái giò nước ha. Rồi cái này mình cắt hai bên nè. Mình gọt hai bên đây đi các bạn. Cái này mình để nó xuống cho nó ra mũ hết rồi nè. Thấy không? Để đứng xuống như thế này một lúc nha các bạn. Một tiếng đồng hồ sau mình mới xử lý nó. Thì mình để nó đứng xuống như vậy đó, ảnh cho nó ra cái mũ. Nhưng mà lúc mà mình xay nó thì mình ăn luôn mấy cái vỏ này nè. Chứ không có ăn cái gen ở trong. Gen ở trong nó có nhiều collagen lắm các bạn, nhưng mà mình ăn luôn cái vỏ nó mới sổ nha các bạn. Mình muốn sổ độc thì mình ăn nguyên cái vỏ.
Rồi bây giờ mình bào ra nha. Mình lấy bằng bào, mình bào như thế này nè. Uống cái này nó sổ lắm các bạn, nhưng nó sổ độc đó. Nó làm cho mình dễ ngủ mà nó mát gan mình nữa. Sổ độc gan đó các bạn. Nhưng mà các bạn đừng có lạm dụng nó quá nhiều. Mình có thể mình làm da ua, mình có thể nấu chè, mình có thể ăn nó không mà mình phải bỏ vỏ. Còn bây giờ mình để vỏ để mà mình sổ độc nha các bạn. Uống cái này được rồi, cái mặt các bạn nó đỏ au à, nó trắng da lắm, nó có nhiều vitamin B, dễ ngủ, nó không có rụng tóc nữa, không có gầu đó các bạn. Mình lấy nó mình chà lên đầu thì mình chỉ uống bao nhiêu đây thôi. Còn cái bẹ kia thì mình để mình cắt nó ra rồi để tủ lạnh mát mát đó các bạn. Mình chà lên mặt, chà lên đầu nó rất là dễ chịu. Nếu mà các bạn uống cho nó không sổ thì các bạn mỗi ngày chừng một bẹ hà. Còn các bạn uống sổ thì các bạn phải uống nhiều hơn một bẹ nha các bạn. Ba hai bẹ nhỏ nhỏ là được rồi, tùy theo nữa. Nha lam này cái bẹ nó lớn lắm mà mình cắt những cái bẹ này là nó nhỏ vừa nè các bạn, chứ không có lớn lắm đâu. Các bạn bào ra như thế này thì các bạn xay nó dễ nhuyễn hơn. Mình uống với mật ong nó cũng rất là tốt, tại vì mật ong nó dẫn vô máu nhanh lắm. Mấy người ung thư người ta uống đó các bạn. Nha lam nó cũng trị ung thư nữa, nó là đa năng mà, thần dược cho sức khỏe mà cho da đẹp nữa. Thì hôm nay mình muốn tẩy độc đó, tẩy độc cái ruột đồng thời bổ luôn các bạn. Nhưng mà nhà mình bây giờ hết mật ong rồi, bây giờ mình uống nó với là một ít đường phèn nha. Đây bây giờ mình để lên cái máy này mình xay nè các bạn, cái máy xay sinh tố nè đó. À, mình bỏ vô mình xay. Nếu mà các bạn uống ngại nước á, cái này nó ra nước vậy lắm, mà các bạn ngại nước thì đừng có đổ nước thêm, tự động nó ra nước à. Đây bỏ vô một ít đường phèn, mình hết đường phèn nhuyễn rồi các bạn, cho nó dễ uống với nó là đắng nha các bạn, nó đắng lắm luôn á, đắng dữ lắm. Rồi mình đậy nắp lại mình xay nha. Mình đã xay xong rồi nè các bạn. Mình không cần phải đổ nước nha, không cần phải đổ nước. Nhưng mà mình nặng ký lô lắm, mình uống một bẹ to như thế này cũng không to gì lắm nữa, thì chắc nó không sổ đâu. Các bạn uống trước ăn thì nó dễ sổ hơn, nó nhuận trường thôi chứ nó không sổ. Mà uống nhiều hơn một ngày chừng 3 bẹ đó là nó sổ nha các bạn, tùy theo nhu động ruột của các bạn nữa. Còn mình uống sau ăn là nó không sổ mà nó bổ nha. Nha đam mà. Nhưng mà ai uống được cái vỏ này nè là tốt nha các bạn. Tại vì vitamin nó nằm ngoài cái vỏ rất là nhiều, nhưng mà cái vỏ nó đắng lắm. Mình bệnh là mình phải kiên trì, mình uống mấy người bệnh là phải kiên trì uống thôi. Còn ai muốn đẹp thì cũng phải kiên trì uống thôi. Rồi mình thực hiện xong cái ly nha đam mà mình xay rồi nè các bạn. Các bạn đừng để tủ lạnh, để như thế này uống ha, để như thế này uống à. Đó, mình đem vô đây mình làm một cái bài về nha đam cho các bạn coi nha. Đó, thì mình có đọc ở trên cái bài báo sức khỏe đó các bạn. Mình lấy cái bài nha đam hôm qua mình tham khảo ra mình đọc cho các bạn biết nha. Nha đam còn gọi là cây lô hội, có rất nhiều loại, lá to, lá nhỏ và dây. Lá to là nha đam Mỹ, còn có loại lá bẹ rất nhỏ, trồng nhiều nơi trên thế giới đó các bạn. Là một cái loại thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp.
theo cái bài báo mà Cẩm Nang Sức Khỏe đó thì mình tham khảo đó. Bây giờ mình đọc cho các bạn nghe nha. Nó là một cái loại dưỡng chất nha đam, có thể nói đến là một cái loại nhiều vitamin, hầu hết có trong nha đam, trừ vitamin D các bạn, nó không có vitamin D. Đặc biệt hàm lượng A, C, E là vitamin A, vitamin C, vitamin E rất cao, công dụng rất tuyệt vời, làm da luôn sáng mịn, mềm mại, khích lỗ chân lông. Bên cạnh đó nha đam có chứa rất nhiều vitamin B nè, như B1, B3, B12, B2. Còn dùng làm thực phẩm cho những người ăn chay. Trong nha đam có tác dụng hấp thụ các chất dinh dưỡng vào tế bào da, kiềm hãm sự lão hóa nha, kiềm hãm sự lão hóa. Đó. Giúp cải thiện tiêu hóa là những khoáng chất trong nha đam như canxi, kẽm, natri, kali, silen. Đó. Chống oxy hóa và tăng cường sinh lực nha các bạn. Chống mệt mỏi, thiếu hụt chất khoáng hàng ngày. Đó. Nó có vị đắng, tính hàn. Có tác dụng thông đại tiện, hạ nhiệt, mát huyết, ăn không tiêu, đắp mà ngoài rơm sảy, giải độc cơ thể, chống lão hóa, viêm nhiễm, rụng tóc, rụng gầu và chống dị ứng nè. Đó. Thì bao nhiêu đây nó cũng chưa có hết ý nghĩa đâu các bạn. Mình chỉ tóm tắt lại và mình trình bày với các bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình đi làm tiếp cái phần nha đam còn lại, mình để tủ lạnh để mà mình bôi lên đầu đó các bạn. Chiều nay là mình gội đầu rồi. Mời các bạn uống nha đam với mình nha.